Cậu làm thêm hè á? Cậu mà cũng làm thêm hè á? Nói bé bé thôi, cậu định cho cả thiên hạ biết đấy à? Bởi vì hồi cấp 2 ấy, cậu lười chảy thây ra, trực nhật lớp còn không làm nữa. Vậy mà sau 2 năm đã thành bia chăm chỉ rồi cơ đấy. Dòng đời xô đẩy thôi. Tại idol của tớ sắp về Việt Nam làm concert, nên là tớ phải đi làm thêm, tiết kiệm tiền gần đủ idol ấy. Hiểu chưa? Muốn tớ giữ mồm giữ miệng ấy thì phải như nào đi đã chứ? Gọi gì thì gọi đi. Tiền thì không thiếu, nhưng mà gọi nhiều là không có đâu đấy. Thì cho tớ một nước ép táo thôi nhá. Tâu này à, nước ép táo quán tớ hết rồi à. Các loại trà sữa, trà hoa quả, nước ép gì hết sạch hết rồi à. Hay là cậu uống trà túi lọc nhá. Cậu tiếc tiền với tớ đúng không? Nay tớ vào quầy pha chế nhá, tớ chỉ lấy hết mỗi cacao thôi. Tại vì quá đông khách, tớ sợ làm nước ép cho cậu thì cậu phải đợi lâu ý. Nhưng mà lúc nãy tớ có thấy khách nào vào đâu. Thôi ngồi đây đi nhá, tớ đi vào pha trà túi lọc cho, đảm bảo ngon hơn uống ở nhà luôn. Má, tớ là mày ngồi đây à? Tớ thì tìm mày nãy giờ đấy, lắm chuyện buồn đấy hả? Tớ thích mày trừ lương không? Hả? Hả? Tám tư nhỉ? Ôi, anh không ngờ là ở ngoài em đẹp trai như này luôn đấy, đẹp trai hơn cả anh. Cái con Mie này có bạn nổi tiếng thế không dẫn qua quán. Em mới chuyển về khu gần đây nên tình cờ gặp Mie thôi ạ. À thế à? Thế thỉnh thoảng qua quán nha anh nhá. Này, chụp cho anh với tôi mấy cái tấm ảnh đi. Dạ vâng ạ. Thôi được rồi đấy, đi vào dọn dẹp đi. Còn đồ mà pha cho khách ấy, để tao pha. Đi vào đi. Dạ vâng ạ. Nhanh lên. Tôi uống gì mời. Khách khứa uống phí. Alo. Alo à? Hôm qua con gái ta mua trà sữa con này, uống xong cái tối bị đau bụng luôn. Là đứa nào pha cho nó? Ra đây ngay. Nhân viên nhà em anh ạ, để gọi là Mie. Mie ra đây. Thật thật, mày bao nhiêu lần rồi? Mày pha chế thì mày tập trung vào chứ mày để ra cái sự việc này á, mất hết uy tín của tao, mất hết uy tín của quán rồi đây này. Là mày đúng không? Lên công an với tao. Anh không phải em ạ. Có con bé này lại cãi, không phải mày thì là ai hả? Mày cãi đúng không hả? Mày đi cãi mà anh bình tĩnh thì em giải quyết chuyện này. Ý mày nói là anh này anh đổ oan cho mày đúng không? Anh có đổ oan cho nó không? Không đúng không? Anh cứ bình tĩnh để em giải quyết. Này, cái mặt mày nhìn tao như vậy là sao hả? Ý mày là tao đổ oan cho mày. Anh đang rất là bình tĩnh nhá, nhưng em đang rất mất bình tĩnh anh ạ. Em không thể để nhân viên như thế này trong quán em được nhá. Bây giờ đền bù hoặc là nghỉ việc. Nhưng cái gì này nhá, mày lại cãi đúng không? Nãy giờ mày cãi hơi bị nhiều, tao nghe rất là đau đầu. Tao cho mày biết đôi co nhau nữa đau hết cả đầu. Anh ơi, có chuyện gì thì mọi người bình tĩnh nói. Anh đang rất là bình tĩnh nhá. Sao từ nãy đến giờ mọi người nói anh không bình tĩnh như nào? Đã kịp nói câu nào đâu? Ủa alo. Anh không có quyền cưỡng chế bắt ép người khác lên phường như vậy đâu. Nếu mà sai, anh có thể lên báo công an. Khi họ đầy đủ chứng cứ rồi thì họ sẽ đến tận nơi bắt người thôi. Tôm, anh nói xà lơ. Xem nói gì ý? Cái công an đến đây thì làm sao mà anh làm ăn được. Cậu là người pha chế trong quán đúng không? Không nói thì ai? Nó nhân viên pha chế chẳng lẽ nó không phải chế thì anh phà, anh quản lý anh phà. Anh có bằng chứng chứng minh con gái anh bị ngộ độc do uống trà sữa ở đây không? Thì từ hôm qua đến giờ nó uống một trà sữa rồi, ăn uống cái gì nữa? Thì đúng rồi mà, khiếp, từ qua đến giờ có mỗi con Mie là đứng ở đây pha chế nữa, chứ còn ai vào đây nữa? Em cứ đấy để... Alo chị yêu ạ. Dạ vâng ạ. Dạ anh ơi, thôi thì bây giờ thế này, thì bây giờ anh muốn đền bù hay là như thế nào thì anh cứ alo cho em nhá. Em sẽ bắt con bé này đến tận nơi đền bù, đến tận bệnh viện thăm con gái anh luôn nhá. Anh cứ yên tâm, bây giờ thì anh cứ đi về trước đi ạ. Thế là nghe được, mai quay lại đấy. Dạ vâng ạ, anh cứ đi về anh nhá. Anh đi về. Đấy nhá, tao cứu mày rồi đấy nhá, còn đoạn sau tự lo đi. Chị Abby đâu nhỉ? À, chị Abby. Chìa khóa để đâu không biết nữa. Cửa lại mở. Vào được kho nguyên liệu, em mới thấy tận mắt sự thủ đoạn của anh đấy. Trục lợi trên sức khỏe của người khác. Anh làm như thế, không thể cắn rứt lương tâm à? Này, em đang nói linh tinh cái gì đấy? Anh không hiểu em đang nói cái gì hết rồi á. Anh đừng diễn là vai người tốt nữa. Em biết hết rồi đấy. Mie, nói chuyện chút đã. Cậu định bảo tớ là kẻ đáng nghi nhất? Chính tớ là người đã pha đồ bẩn cho khách chứ gì? Tớ định nói với cậu từ hôm qua, lúc gọi nước cho cậu rồi. Cậu đã có những biểu hiện rất đáng nghi. Nhưng mà tớ tin Mie của tớ là một cô gái tốt bụng và tử tế mà.
Để minh oan cho cậu ấy, chúng ta phải tìm ra thủ phạm thực sự cơ. Thật ra tớ biết thủ phạm thật sự là ai mà. Nhưng mà tớ sợ bị mất việc lắm. Người ý lúc nào cũng làm cùng tớ hết. Ý cậu là anh Hoàng quản lý á? Anh ta đã dở trò gì với cậu? Nói tớ nghe xem nào. Anh ý lúc nào cũng nhập nguyên liệu bẩn về để làm đồ uống cho khách hết. Từ hoa quả bị dập hỏng đến mấy cái bột trà sữa mốc meo cả nghìn năm ý. Mà lúc nào cũng là chính tay anh ý pha đồ cho khách. Kho nguyên liệu cũng khóa chặt, tớ chưa bao giờ được vào trong đấy cả. Vậy tại sao cậu không nói với chị chủ quán? Tại vì tớ sợ anh Hoàng sẽ đổ hết mọi tội lỗi cho tớ. Giống như hồi nãy anh ý đổ lỗi việc tớ làm đồ uống bẩn cho khách đấy. Cậu cũng thấy rồi mà. Thế thì mình phải bắt quả tang anh ta, hoặc là tìm ra bằng chứng xác đáng. Có cách nào để vào kho nguyên liệu không nghe? Anh Hoàng có để một chùm chìa khóa ở trong túi. Anh Hoàng. Tôm đấy ạ. Đi em hôm nay nghỉ làm rồi anh. Khổ quá nó kêu ốm, nên thôi cho nó nghỉ chứ sao nữa. Chắc là định chống cái vụ hôm qua mà. Vậy thì anh làm cho em một nước ép cam với cả một hồng trà sữa Trân Châu anh nhá. Ok luôn, của em 120. Anh chuyển khoản anh nhá. Đây, chuyển khoản bằng cái mã của anh này. Đây. Anh cảm ơn nhá. Anh ơi, anh chưa đưa hóa đơn cho em hả? À cái máy in hóa đơn mà nó bị hỏng. Hôm trước em thanh toán, anh bảo là hết giấy in. Hôm nay thì lại máy hỏng. Chắc là tối về số tiền khó lắm nhờ anh nhỏ. Khó sao được, anh nhớ mà. Thế cứ ra bàn ngồi đi nhá, anh làm nhoáng cái xong. Đây, có liền. Sao nhanh thế hả anh? Anh làm sẵn rồi hả? À, anh vừa vẽ ép thôi mà, tại vì anh sợ khách chờ lâu. Thôi, ngồi đi nhá. Ôi trời ơi. Mắt với chẩm mũi kiểu gì đấy hả? Phí đấy cũng biết nữa. Em xin lỗi, em đoảng quá. Đây. Em xin lỗi anh, em đoảng quá. Thôi rồi, để anh đi ép cho cái cốc khác. Nể lắm, quý lắm, ép rồi đây. Ngồi đi. Anh chính là thủ phạm đứng sau toàn bộ mọi chuyện. Anh là người đã mua nguyên liệu bẩn về để pha chế cho khách, rút lõi tiền của quán. Đã thế còn đổ hết tội lỗi lên đầu của Mie. Là tao làm đấy. Thì làm sao? Mày định làm gì tao? Hả? Mày định tố cáo tao lên công an á? Này, tao nói cho cái mặt mày biết nhá. Tao chỉ cần dọn sạch cái kho này là xong nhá. Mày chẳng còn bằng chứng gì mà tố cáo tao đâu nhá. Em sẽ báo cáo với chị chủ quán. Ê ôi, khiếp. Sợ thế. Này, so với một đứa oắt con như mày ấy, với một người quản lý đã gắn bó vài năm như tao, thì mình nghĩ chị ấy sẽ tin ai? Hả? Mình nghĩ chị ấy sẽ tin ai? Tôi sẽ không bao giờ tin cậu nữa đâu cậu Hoàng ạ. Cậu đừng tự tin như thế chứ. Chị Trang, sao chị lại ở đây ạ? Là em đã dẫn chị AB đến đây đấy. Mie đã đến nói chuyện với tôi và nói là sẽ dẫn tôi đến để xem bộ mặt của người quản lý đã làm việc với tôi bao nhiêu năm nay. Tôi cho cậu cơ hội để tự nói ra tất cả những gì cậu làm. Nói. Lúc nhận cốc nước em làm sẵn từ anh Hoàng, em đã nghi ngờ rồi. Anh ta không dám công khai quy trình ép hoa quả trước mặt khách. Em mang cốc nước ép ấy về, để nửa ngày thì nước ép lập tức đổi thành màu đen. Tôi đã rất tin tưởng cậu, giao cho cậu quản lý cả cơ nghiệp của tôi. Thậm chí mấy tháng nay tôi còn đưa thêm tiền cho cậu để cậu nhập nguyên liệu tươi ngon về để nhằm cải thiện đồ uống cho quán. Vậy mà cậu lại lợi dụng trục lợi bất chính cho bản thân mình, biển thủ những đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Đã thế lại còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác. Cậu làm như thế mà được à? Có lẽ là cậu không biết,
Nhưng mà tất cả những việc mà cậu làm trong suốt mấy tháng qua ấy, tôi biết thừa, tôi biết hết. Nhưng tôi vẫn cố tình đưa tiền cho cậu để xem cậu phá tôi đến mức nào. Nhưng rất tiếc cho cậu, cậu không biết một điều rằng trước khi tôi mở ra chuỗi cửa hàng cà phê này thì tôi đã làm thám tử đấy, cậu có biết không hả? Ơ, thế hóa ra chị là thám tử AB nức tiếng một thời ấy à? Chị ơi, em cho trại, em hàm cái lợi trước mắt. Chị tha cho lần này chị nhá, chị ơi. Tiền lương của cậu tháng này tôi sẽ trừ vào để bù đắp tổn thất cho quán. Quả báo nhãn tiền mà. Tôi nói để cho cậu biết, với những bằng chứng mà cả Tôm và cả Mie thu thập được, tôi sẽ kiện cậu ra tòa. Cậu chuẩn bị mà hầu tòa đi. Tôi sẽ kiện cậu với tội danh biệt thủ công quỹ, gian lận trong kinh doanh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác. Còn bây giờ thì biến ra khỏi quán của tôi, cậu chính thức bị sa thải. Đi. Thật sự là cảm ơn hai đứa. Nếu như mà không có hai đứa giúp đỡ chị thì không biết là quán cà phê của chị sẽ ra sao nữa. Có gì đâu ạ. Bọn em cũng không muốn sức khỏe của mọi người bị ảnh hưởng bởi những kẻ vô lương tâm. Đây là bạn của Mia à? Dạ đây là bạn học cấp 2 của em ạ. À, chị nhớ rồi. Lần trước Mia có nói với chị rằng hồi cấp 2 Mia có crush của bạn. Là đây à? Ôi chị, em thấy hình như chị hơi rảnh hay sao ấy. Chị lên trên kia đợi cảnh sát đến đi ạ. Tôm lâu đến thế nhở? Nghe. Tôm. Mie, cẩn thận. Tòa nhà hát không được báo công an, không đến đúng giờ tao sẽ bắt. Tòa nhà hát là ở chỗ này mà. Mày vào chiếc túi màu đen và uống hết chai nước đấy đi. Anh mau thả bài đem ra ngay. Nắp chai nước rất chặt, chốt còn nguyên, không có dấu hiệu bị mở. Chắc chắn đây là chai nước bình thường. Rất có thể thủ phạm đang muốn nhắm vào mình. Mie, anh bình tĩnh, đừng làm cậu ấy bị thương. Em sẽ nghe lời anh, em không hề báo cảnh sát. Anh muốn em làm gì thì anh mới trả người. Hôm nay ấy, tao chỉ muốn thử xem mày có nghe lời tao không thôi. Kể ra thì mày cũng biết điều đấy. Hẹn gặp lại sau nhá, thám tử Tôm. Chắc chắn hắn đang theo dõi mình. Khu vực này, vị trí có thể theo dõi được hành động của mình chỉ có thể là quán cà phê đông đúc kia. Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Hắn sẽ theo dõi mình và không có ai nghi ngờ. Anh ơi, anh có phải là... Mày thả nó ra, thả nó ra cũng thấy em đây đi.
gì mà anh lại hoảng hốt bỏ chạy đến thế à? Em còn chưa hỏi anh câu gì mà anh đã có tật giật mình đến mức đánh em để bỏ chạy. Thái độ của anh rất đáng nghi đấy. Này, đáng nghi bao giờ? Đáng nghi chỗ nào? Hả? Tao sống hướng nội, tao sợ người lạ mới bùi đuổi tới rồi tao chạy sao? Thả tao ra! Anh đừng nói dối nữa, anh nói đi. Mie đang ở đâu? Anh đang là đồng phạm tiếp tay cho kẻ xấu để bắt cóc người khác đấy. Nặng nhất có thể đi cải tạo 20 năm đấy. Mie là ai? Tao biết được à? Bạn mày thì mày đi mổ hỏi bạn mày chứ mày hỏi tao biết gì được. Thả nó ra đi, tao có thể hết đây bây giờ. Anh ơi, anh nói, buồn cười, buồn cười. Chứ cô nghe ta buồn cười. Anh nói đi, bạn em đang ở đâu? Tao không biết. Mày đang ở Dương Khuê. Bao nhiêu Dương Khuê? Ấy nằm. Này, mày không thả tao ra. Tao ngác đầu. Tao ngác hồn. Mẹ, cậu tỉnh lại đi, chúng ta mau đi thôi. Tôm, cậu phải chạy mau đi, ở đây nguy hiểm lắm, hắn định bắt cậu đấy. Không được, tớ phải đưa cậu đi cùng. Đi. Cậu bị làm sao đấy? Tôi chết rồi, tớ bị lính thuốc mê rồi. Là sao? Tôm, Tôm tỉnh dậy đi, này. Để tao xem nào. Để rồi xem, thằng nhãi danh thám tử như mày ấy, còn đi phá hoại chuyện làm ăn của người khác được nữa không? Anh bỏ cậu ấy ra. Con bé này, mày cút ngay. May cho mày nhá, là tao không đánh con gái đấy. Ngồi xuống. Quán ăn nào của tao mở ra, nó cũng bắt được tao làm bẩn. Tao van xin, tao lạy lục nó có tha cho tao đâu. Anh mới là người sai đấy, anh vô lý vừa thôi chứ. Bởi vì anh làm thực phẩm bẩn, làm hại biết bao nhiêu người như cậu ấy mới như thế. Mày không phải bênh. Im mồm vào. Thằng ôn con này dù thông minh đến mấy, nó cũng bị tao lừa thôi. Tao đã đặt chuông báo động ở công tắc đèn, tay nắm cửa, khắp nơi đều đã bị tao xịt thuốc mê rồi. Thằng Tôm chạm tay vào ấy, rồi hít phải, chỉ có ngất thôi. Tao tha hồ mà xử lý. Miệng còn hôi sữa ấy, mà còn dám đánh đú với tao à? Còn cú mà đòi dám đú với con Công. Anh không được đánh cậu ấy. Anh mà đánh cậu ấy là anh sẽ phải đi tù đấy. Tao bảo mày cút ngay, không tao đánh cả mày đấy. Mẹ, con chó này, sao mày lại? Anh dừng lại được rồi đấy anh Cường ạ. Anh càng trả thù ấy thì tội của anh sẽ càng lún sâu thôi. Mọi lời nói của anh ấy đã bị em ghi âm lại hết rồi. Mà việc bắt cóc này của anh ấy sẽ bị phạt nặng đấy. Tại sao mày có thể tỉnh lại được à? Rõ ràng là tay nắm cửa với công tắc đèn có thuốc mê rồi cơ mà. Khi Mie bị anh bắt, em thấy anh không hề đòi tiền chuộc mà lại bảo em đến chỗ anh hẹn là em đã biết ngay anh muốn trả thù em rồi. Mie là bạn thân của em nên anh đã theo dõi để bắt cóc cậu ấy. Mục đích của anh là lấy người thân thiết của em ra để giúp em thôi. Bởi vì anh biết rõ muốn lừa em rất khó. Em đã theo dõi đồng bọn của anh và bắt anh ấy khai ra địa chỉ anh nhốt bạn em. Mày đang ở Dương Khuê. Em đã tìm cách để đột nhập vào nơi anh nhốt Mie để cứu cậu ấy. Cửa không khóa, bắt cóc người sao lại không khóa cửa? Không có người theo dõi, chắc chắn là muốn dụ mình tới đây rồi. Chắc hẳn hắn đã đặt bẫy ở đây. Nước dạng xịt như thế này rất có thể là thuốc mê để kẻ bắt cóc ngăn không cho ai vào trong. Sau khi bật điện, em đã rửa tay rất sạch. Em chỉ giả vờ ngất để quan sát hành động và ghi âm lại bằng chứng phạm tội của anh mà thôi. Mày được lắm. Đã thế nhá, ngày hôm nay ấy, tao càng phải danh chính với mày. Mày có biết vì mày ấy, tao nghèo khổ, tao khốn khó thế nào không ạ? Anh hãy ngừng lại việc bán thực phẩm bẩn và kinh doanh lương thiện thì sẽ khấm khá lên thôi. Đừng vì ham tiền mà đổ lỗi cho em. Em không làm gì sai trái cả. Mày im mồm ngay. Mày còn dám dạy đời tao nữa cơ à? À mày, anh cứ lấy lại. À, anh
thôi được rồi đấy Cường ạ. Tôi là báo công an rồi đấy. Tóm lại, anh sẽ là nhân chứng cho mày. Tất cả ấy là do anh ta xui dại anh đấy, chứ anh không muốn bị đi tù đâu. Quang, kế hoạch thế nào ạ? Sao mày dám phản bội tao? À? Ừ, tôi không muốn làm người xấu nữa đâu. Tôi còn bao nhiêu việc phải làm ngoài kia kìa. Anh đi bóc liền một mình đi. Mày. Anh mà càng chạy thì tôi càng thêm nặng đấy Cường. Anh đứng lại. Mẹ, tôi xin lỗi. Chỉ vì tớ mà có nguy hiểm. Không sao đâu. Dù gì cậu cũng cứu tớ mà. Với cả hôm nay cậu ngầu lắm đấy. À, nếu như mà cậu áy náy về việc hôm nay thì cậu đi học võ tự vệ với tớ nhá. Võ tự vệ á? Ừ. Tớ đang muốn đi học võ để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tự bảo vệ được bản thân nữa. Ừ, được. Thế thì để mỗi ngày tớ đón cậu nhá. Ngon không? Ngon đúng không? Ngon ạ. Chào Vi. À, Tôm. Hello Tùng giữa trời đông. Giữa trời ơi. Đúng là hội fan cứng của Sữa Nubi Lúa Mạch Thạch Cacao. Quê giờ tôi biết thừa cậu ra nhà anh Hoàng để mua rồi. Chuẩn luôn. Ra đây mua hàng nhá. Vừa được uống sữa ngon này và có thể săn thẻ để đổi quà nữa đấy. Anh Hoàng ơi, lấy cho em một lốc sữa Nubi Lúa Mạch Thạch Cacao với ạ. Em cũng thế anh nhá. Anh lấy cho em một lốc sữa Nubi Lúa Mạch Thạch Cacao anh nhá. Anh không có cho vào túi ni lông đâu ạ. Bởi vì bọn em cho luôn cặp mà. Thế đây, của hai đứa đây. Này, các cậu có nhớ vụ lần trước không? À, cái vụ mà siêu tập thẻ Nubi để đổi quà chứ gì. Tớ làm sao mà quên được. Mà anh Hoàng ơi, cái chương trình đổi thẻ Nubi săn linh thú, đổi siêu quà mùa 2 thì bao giờ kết thúc hả anh? Các em cứ yên tâm, cái chương trình đấy nhá, nó bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 và kết thúc vào ngày 15 tháng 3 năm 2023 cơ. Cho nên là cứ từ từ mà sưu tập thẻ đi, xong là qua đây, anh đổi quà cho, đảm bảo vừa nhanh vừa chất lượng luôn. Đây này, ở trong mỗi cái lốc sữa nhá, nó sẽ có một cái thẻ linh thú Nuvi như thế này nhá. Và nhá, các em sưu tập được 24 thẻ Nuvi linh thú này, các em sẽ đổi được một bộ dụng cụ học tập thông minh của Nuvi. Mà các em sưu tầm được 36 thẻ nhá thì sẽ đổi được một cái bảng điện tử thông minh của Nuvi. Mà các em sưu tập được 48 thẻ nha thì sẽ nhận được một cái ba lô chống gù lưng siêu chất như thế này. Và nếu sưu tập được 56 thẻ Nuvi và một chiếc thẻ đồng hồ định vị siêu ngầu thì sẽ nhận được một chiếc đồng hồ định vị siêu ngầu. Tuyệt thế nhở. Này các cậu ơi, sắp đến Tết rồi đấy, chúng mình nhau phải cùng nhau sưu tập thật là nhiều thẻ để đổi quà. Còn tớ sẽ sưu tập thật là nhiều thẻ để đổi lấy đồng hồ định vị Nubi. Cái đấy mà đi chơi Tết nhá, bao ngầu luôn. Nghĩ thôi mà đã hào hứng rồi. Đồng ý luôn. Tớ sẽ sưu tập thẻ thật nhanh để thắng các cậu. Nice. Quyết tâm săn thẻ Nubi để đổi quà vui xuân. Yo. Tớ sẽ săn được món quà đầu tiên cho các cậu xem. Mà này, các cậu sưu tầm được nhiều không? Tớ có được. Này, tớ đây này, sắp nhá, sưu tập đủ để đổi quà đi chơi Tết rồi đấy. Này, tớ săn được một thẻ đồng hồ định vị siêu ngầu luôn ý. Chỉ thiếu mỗi một thẻ Nubi linh thú nữa thôi là đổi được quà rồi. Tớ cũng sắp đủ rồi, nhưng mà không biết là có đủ kịp để đổi quà cho em gái không nữa. Thôi, chúng mình đi về đi, cho anh Hoàng còn bán hàng nữa. À, anh Hoàng ơi, cho em gửi tiền với ạ. À, đúng rồi. À, em gửi anh ạ. Anh cảm ơn nhá. Em gửi anh ạ. Anh cảm ơn nhá. Em đi về đây ạ. Bye bye. Chào anh. Thế là đã đủ thẻ rồi. Tan học, mình phải rủ Tôm với Tùng đi đổi quà Tết mới được.
Hoàng. Em đã sưu tập đủ 56 thẻ linh thú Nuvi với cả một thẻ đồng hồ định vị siêu ngầu. Anh đổi quà cho em đi. Đây đây, để anh đổi cho. Vâng ạ. Ui, cậu sưu tầm thẻ Nuvi tốc độ thật đấy. Nhanh như thế mà đã đủ thẻ rồi. Chuyện, tại vì ha, giờ có em trai cũng uống sữa Nuvi này, uống nhiều cực kỳ luôn. Thế nên là hai chị em cùng nhau sưu tầm hai cây mà chụm lại, tất nhiên là đổi được quà Tết nhanh hơn rồi. Ui, có em trai thích thật đấy. Này Vi ơi. Dạ. Ở đây thì có một thẻ đồng hồ định vị siêu ngầu rồi, nhưng mà phải đủ 56 thẻ linh thú thì mới đổi được cơ. Ở đây có mỗi 45 thẻ thôi. Sao lại thế được ạ? Lúc nãy em đếm rõ ràng đủ 56 thẻ mà. Anh ơi, anh đếm lại của em với. Anh đã đếm rất kỹ rồi. Sao lại thế được nhỏ? Vi, cậu bình tĩnh đã. Hay là buổi sáng ấy, cậu có để quên ở trường đúng không? Không mà. Đúng đấy, cậu cố nhớ lại xem. Rõ ràng. Ơ, tớ cũng bị thiếu thẻ này. Ơ, sao thế? Để tớ xem tớ. Ôi, chết rồi Vi ơi, Tôm ơi. Tớ cũng bị mất thẻ. Thế là như nào? Đã cùng sức chúng mình uống sữa và sưu tầm thẻ đi chơi Tết. Bây giờ mình đã trộm mất rồi. Ồ. Phải sưu tầm lại từ đầu à? Dạ cả anh chị ạ. Anh Tống ơi, anh đã đổi được. Ơi, hôm nay anh tan học sớm đấy. Bây giờ đi về nhà đi, không làm mẹ lo ấy. Anh đi về nhà nhá. Ờ, tớ đi về với cả Mít trước đây. Chào anh chị đi. Em chào cả anh chị ạ. Mít ngoan quá. Thế thôi, hai anh em đi về đi nhá. Ờ, bao nhiêu công sức sưu tầm thẻ, tưởng là sẽ đổi được quà đi chơi Tết, ai ngủ đâu. Vi, cậu bình tĩnh đi đã. Tớ đã có cách tìm lại giúp cậu rồi. Anh Hoàng ơi, khi nào bọn em tìm lại được thẻ, bọn em qua đổi quà xong nhá. Em chào anh ạ. Ừ. Dạ vâng ạ. Anh Hoàng ơi, em có đủ 24 thẻ linh thú rồi. Anh đổi cho em một bộ dụng cụ học tập sáng tạo Nuvi màu hồng ấy à? Lấy màu hồng à? Chắc lấy quà Tết cho em gái đúng không? Cái Mít sướng thật đấy. Có ông anh trai vừa học giỏi lại vừa thương em nữa. À mà có mang căn cước công dân không? Thì mình đưa đây để anh làm đổi quà cho. Hả? Tùng, cậu không thể đổi quà được đâu. Cậu... hay cậu... đi theo tớ. Này, hai cậu làm gì vậy? Chính cậu là người ăn trộm thẻ của tớ và Tôm đúng không? Ừ, tại sao các cậu lại nói thế? Hôm qua tớ bị mất thẻ như cậu mà. Cậu chỉ giả vờ mất thẻ để bọn tớ không nghi ngờ cậu thôi. Chính cậu là người đã lấy số thẻ của tớ và Vi. Cậu không hề mua sữa. Vậy số thẻ kia ở đâu mà có? Chỉ có thể là cậu ăn cắp của tớ và Vi. Vi bị mất 11 thẻ, tớ bị mất 8 thẻ. Còn cậu có 5 thẻ, là đủ 24 thẻ để đổi quà rồi. Thôi, tớ xin lỗi hai cậu. Tớ biết tớ sai rồi. Tại vì em gái tớ rất thích bộ dụng cụ học tập sáng tạo Nuvi màu hồng. Tớ chỉ muốn bất ngờ cho em ấy thôi. Tại vì sắp Tết nữa, tớ còn chưa sưu tầm đủ thẻ. Tớ chỉ muốn hai cậu một chút thôi mà. Vi phát hiện bị mất thẻ, thái độ của cậu rất lo sợ. Mắt liếc nhìn xung quanh, tay nắm chặt. Và đặc biệt là không dám nhìn vào mắt Vi để nói, khiến tớ rất nghi ngờ. Hôm trước, Vi khoe còn thiếu một thẻ nữa là đổi được quà rồi. Thì mặt cậu thoáng buồn. Cậu đã cầm thẻ linh thú ra, định khoe với bọn mình, nhưng lại thôi. Tớ quan sát, trên tay cậu có khoảng 5 thẻ, có nghĩa là cậu phải cần khoảng 19 thẻ nữa mới đủ đổi quà. Hôm qua, khi tớ và Vi đều bị mất thẻ, cậu cũng lôi thẻ ra đếm và nói cậu cũng bị mất thẻ. Nhưng thẻ của cậu lại nhiều bất thường. Tớ đã nghi ngờ số thẻ linh thú đó không phải của cậu. Cậu kêu mất thẻ, nhưng hôm nay lại đủ thẻ để giao đổi quà. Không thể nào trong một ngày mà cậu có thể sưu tập nhanh như thế được. Điều này rất vô lý. Cậu rất thương em gái. Tớ nghi ngờ cậu đang sưu tầm thẻ để đổi quà Tết cho em gái. Lúc Mít hỏi về đổi quà, cậu sợ nên vội tìm cớ dẫn em về. Tớ để ý, lúc cậu trả tiền mua sữa có rất nhiều tiền lẻ. Anh Hoàng cũng bảo là nhà cậu khó khăn, nên tớ nghĩ cậu có ý định lấy thẻ của Vi để đổi quà Tết trước cho em gái, rồi sưu tầm để trả Vi sau. Để chắc chắn, tớ đã đến hỏi anh Hoàng, nơi mà ba chúng ta hay mua. Tùng rất hay qua cho anh mua sữa, nhưng mà dạo gần đây ấy, thì không thấy qua nữa. Thế bảo là mẹ bị ốm, hình như là kinh tế gia đình khó khăn. Tớ xin lỗi, tớ biết tớ sai rồi. Các cậu đừng nói cho Mít nhà tớ biết nhá, không là tớ xấu hổ lắm. Không đâu, sắp Tết rồi, anh phải mua đồ dùng học tập sáng tạo Nuvi cho em cơ, anh hứa rồi mà. Rồi.
Đây, đi trả lại cho các cậu đủ thẻ. Tôi sai rồi. Tớ nghĩ cậu thương em là tốt, nhưng cậu phải lựa theo hoàn cảnh của bản thân, không nên làm việc xấu. Còn việc này, tớ sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu đâu. Sắp Tết rồi, cậu phải qua nhà tớ để dọn dẹp giúp tớ, để tớ còn đón tân niên của các bạn nữa. Này, không rủ cậu ấy chơi Tết thì thôi, lại còn bắt cậu ấy dọn nhà nữa, cậu quá đáng thế. Cậu kệ tôi đi. Thế cậu có làm không? Có chứ. Miễn là cậu tha lỗi, cái gì tôi cũng làm hết. Mở cửa Tôm ơi. Mi, sao em lại ở đây? Chị Vi và anh Tôm rủ em sang nhà chơi, còn tặng quà Tết cho em nữa này. Năm nay mẹ không có tiền mua quần áo mới cho em, nhưng em được tặng quà này em rất thích. Đi theo tớ. Con đá. Ê, tớ chưa làm gì mà. Tặng cậu này. Tớ không dám nhận đâu. Cậu mà không nhận, Tôm không tha lỗi cho cậu đâu. Thôi, cậu nhận đi. Tớ muốn dành bất ngờ cho cậu, nên đã cùng Vi sưu tầm linh thú của thẻ Nuvi để đổi quà. Tết Nguyên Đán này, chúng ta sẽ vui vẻ bên nhau. Cảm ơn. Tớ cảm ơn. Anh Hoàng ơi, chỗ này đủ rồi ạ, cho em đổi với. Đây, để anh đổi cho. Đây, hộp bút màu hồng của em đây. Em cảm ơn. Mít, anh tặng em. Wow. Này, chuyện lần trước tớ... Có những sai lầm nhỏ, nhưng cậu biết sửa đổi thì vẫn xứng đáng được tha thứ mà. Chúng ta là bạn mà, chúng ta phải sửa chữa lỗi lầm cho nhau thì mới trưởng thành được chứ, đúng không? Tớ cảm ơn cậu rất nhiều. Vi, tớ cảm ơn. Nào, mấy đứa chạy góc vui với. Chúc mừng năm mới. Yeah. Cái đẹp. Hả? Cái đẹp á? Anh tôi hôm nay bị ảo tưởng kinh niên rồi. Này, mày đừng có mà khinh thường tao nhá. Tao sắp đẹp rồi đấy. Mà tự nhiên anh làm em hơi nghi đấy nhá. Bình thường anh hay tự sướng lắm đấy, nhưng mà hôm nay lên một tầm cao mới luôn đấy. Bây giờ em mới để ý. Ở nhà chưa có đi đâu đâu, sao anh lại ăn mặc lục lộn thế? Lại còn đấu thùng sơ vin nữa. Khi mà con người trải qua một cú sốc lớn ấy, thì người ta sẽ thay đổi. Từ giờ trở đi ấy, đây sẽ là phong cách ăn mặc của tao. Tao sẽ trở thành một doanh nhân xịn sò. Chứ tao không ăn mặc trẻ trâu, rồi là đôn chè, đôn chiệc, rồi là nhảy như mày đâu. Ui, chắc là cú sốc này phải lớn lắm thế anh mình mới thay đổi như thế đấy nhở. Nào, kể nghe đi. Tao sẽ kể, nhưng mà mày hứa không được cười tao đâu đấy. Em thề. Xinh đấy nha. Không phải khen thừa. Chào mọi người. Hoàng. Hoàng đây hả? Trời ơi, lâu lắm không gặp mà bây giờ gặp lại vẫn như thằng trẻ trâu nhở. Này, còn đấy không phải có người yêu chưa? Chắc là chưa rồi. Loại này á, có người yêu. Này, lâu ngày không gặp mà các bà cứ bôi bác tôi đấy. Dù gì ngày xưa ấy, tôi cũng là hot boy đấy. Vâng. Ôi trời ơi, có mà hot boy lớp mầm. Này, tôi thấy nhìn ông
tôi mới thấy thật sự thời gian đáng sợ lắm ấy. Chăm sóc cho bản thân nhiều vào. Ôi, xin lỗi các bạn nhá, sáng bận việc quá nên là đến muộn. Cường à, không sao, doanh nhân thành đạt đến muộn không sao cả. Đấy, ông nhìn người ta đi, người ta với ông cùng tuổi đấy, doanh nhân thành đạt cùng thằng Trần Châu. Trời ơi. Thôi mọi người, đừng có chê Hoàng như thế. À Hoàng này, dạo này là tôi nghe nói là ông vẫn ở nhà làm cái streamer đúng không? Sao? Đủ ăn không? Ông cứ đưa tài khoản đây tôi donate cho. Cảm ơn ông nhá. Tôi đủ ăn. Thôi, mình không nói chuyện đấy nữa. Nói chuyện về Cường đi. Này, tôi hỏi nhá. Ông có cái bí quyết gì mà ông giàu lên nhanh thế? Lại còn dáng dấp càng ngày càng phong độ chứ? Có gì đâu. Người ta gọi là phi thương bất phú. Tôi mới chuyển sang kinh doanh gọi là mật ong rừng nguyên chất. Được cái là trời thương. Mà nhá, mấy bà mà dùng hàng của bên tôi nhá, đẹp lại càng thêm đẹp luôn ấy. Thế á? Thật á? Ông mở cửa hàng đâu đấy? Để tôi có ủng hộ. À, cửa hàng à? À, tôi bảo này, này. Tôi tặng ông một lọ luôn. Này, ông về dùng thử đi. Đắp mặt nạ hay là uống đều được. Đảm bảo ấy, thay đổi nhan sắc trong khoảng một đốt nhạc luôn. Nếu mà hết ấy, thì cứ alo tôi ship cho. Không việc gì phải đi mua cho nó mất công cả. Chỗ bạn bè với nhau ấy, tôi chỉ lấy rẻ 50.000 một chai. 50.000 một chai á? Sao rẻ thế? Không phải là rẻ, nó là cái giá cho các bạn của tôi. Bình thường nhá, ở ngoài ấy, người ta bán 400.000 một chai. À đây, đây. Này, tôi tặng mỗi người một chai. Ôi trời ơi, quý hóa quá. Lần sau ấy, về dùng thử, nếu mà tốt ấy, thì cứ alo cho tôi. Công nhận cú sốc to thật đấy. Này, tao đã bảo là mày không được cười cơ mà. Từ giờ trở đi, tao đã biết rút kinh nghiệm. Tao sẽ trở thành người đẹp trai ngời ngời cho mà xem. Nhưng mà mật ong rừng gì chỉ có 5 mình ngủ sai thôi. Em thấy hơi sai sai đấy nhá. Sai cái gì mà sai? Thì nó bảo là nhá, bình thường nó bán 400.000 một chai, nhưng mà riêng bạn bè nó chỉ lấy 50.000 thôi. Nên là tao mua chục chai rồi kìa. Kể cả có là bạn bè đi chăng nữa, mà anh ta bán với giá đấy chỉ có lỗ vốn mà thôi, mà lại bán với số lượng lớn như thế nữa. Chai mật ong kia chắc chắn có vấn đề. Khác nhau thật này. Anh có địa chỉ hay là số điện thoại chỗ bên bán không? Cho em. Địa chỉ thì tao không có, tại vì hỏi mà ông Cường không cho. À, nhưng mà có số điện thoại đấy. Ông ấy bảo là khi nào mà hết hàng ấy thì gọi ông ấy ship cho. Alo, bên mình có phải là cung cấp mật ong đúng không ạ? Đúng rồi em ơi. À, em muốn lấy khoảng mấy thùng ấy, thì bên mình lấy giá như thế nào ạ? Bình thường bán lẻ là 40.000 một chai, còn lấy nhiều nhá thì để anh để cho 35.000. Nếu mà mua số lượng lớn ấy thì mua 1 tặng 1. Em muốn lấy khoảng tầm 2 thùng ạ. Là mua 1 tặng 1 đúng không anh? Đúng rồi. Em sao đấy đâu? Khoảng tầm 3 người nên em lấy ạ. Có gì em nhắn địa chỉ sau cho anh nhá. Ok. Nó bán chỉ 40.000 một chai, vậy mà bảo bán cho bạn bè là 50.000 một chai là giảm giá rồi. Cái thằng này á, dám kinh doanh trên bạn bè à? Tồi tệ. Em nghĩ chắc chắn mật ong này có vấn đề rồi. Em hẹn anh ta 3 người nữa giao. Trong 3 người đấy, mình phải lấy được chứng cứ. Hôm trước gặp thì ông cũng biết rồi đấy. Tình hình của tôi hiện tại thì thất nghiệp sương sương, nên là ông có cái vị trí nào mà kiếm được ra tiền ấy thì cho tôi làm với. Bên tôi đang còn rất nhiều vị trí, nhưng mà tôi nghĩ trước tiên ấy là ông làm shipper trước đi. Hả? Chỗ bạn bè với nhau thiếu vị trí à mà bảo tôi làm shipper? Thì mình không gọi là shipper thì mình gọi là người vận chuyển, cung ứng sản phẩm. Nghe oai phết đây thầy. Mà tôi nói thật với ông nhá, bên tôi bán hàng online thế thôi, nhưng mà ông đừng nghĩ là phèn mà là nhà quê nhá. Bên tôi ấy, một ngày phải bán
hơn 1.000 đơn trên các trang thương mại điện tử. Cho nên là cái vị trí này này nó đang rất là tiềm năng và đặc biệt ấy là rất giàu nha. Vậy á? Thế thì làm shipper cũng được. Chốt đơn, mai đi làm luôn nhá. Ông định đi đâu đấy? Thiếu hàng hay là định vào lấy thêm? Thôi, không cần vào đâu. Thiếu bao nhiêu tôi lấy cho. 2 chai. Ok, cứ ra trước đi. Ô, Phương đấy à? Tôi đây. Cường á? Ở bên trong. À, sao bạn đánh tôi? Cái gì nhỉ? Hôm nay tôi phải dám ầm lên mới được. Bạn bè với nhau á mà bán mặt ông đều à? Uống thì uống thử xem, anh uống xem như thế nào, uống đi. Này, bà bị điên à? Uống hết chỗ này để bà bị tiểu đường à? Tôi bảo là uống. Có chuyện gì đấy? Cứu cứu, bà này á, bà cứ bảo mặt ông nhà mình là mặt ông dởm, uống vào á bị mặn hết cả người lên đây này. Chẳng thế thì sao? Tôi nói cho ông biết nha, bạn tôi chuyên mật ong, nó bảo là hàng này là hàng pha, hàng rẻ tiền. Này, thậm chí cái này không phải là mật ong mà được pha từ đường mạch nha với cả đường miếu. Ông làm ăn gian rồi nó vừa đúng chưa? Thôi. Bà không phải bà thấy tôi giàu, xong bà đấy định bắt đền ăn vạ đúng không? Ôi, mấy cái trò này tôi lạ gì. Thôi, tôi không có thời gian đối phó với bà nhá. Tôi còn 3 việc trong đây. Này coi như là tôi biết mặt ông rồi nhá. Không hẹn ngày gặp lại. Đi ship hàng tiếp đây. Mày giờ hơi sao không nhỉ? Chưa bao giờ đẹp như hôm nay. Đúng rồi, hôm nay là một ngày đẹp mà. Kiều Hoàng, giờ này không đi ship cho khách sỉ đi, lại còn dẫn theo thằng nào đây? À, anh Hoàng không cần phải đi ship đâu cả, bởi vì tôi là người đặt và tôi đến đây để lật mặt anh, lật tẩy mảnh khóe làm mật ong giả của anh đấy. Này, mày nói lưu thư cái gì đấy? À, Hoàng, đuổi nó ra khỏi đây. Cậu thôi đi, là chỗ bạn bè với nhau, tôi khuyên thật là cậu nên đi tự thú đi, còn được hưởng sự khoan hồng đấy. Mày, chúng tôi đã có tất cả bằng chứng về công thức hồ biến mạch nha và giếng khoang thành mật ong 40.000 một chai của anh rồi. Khi chúng tôi phát hiện ra mật ong của nhà anh là hàng lậu, chúng tôi đã nghĩ cách để xâm nhập vào cơ sở sản xuất của anh. Anh bảo mọi người là mật ong xịn, anh để giá hữu nghị 50.000 một chai, nhưng thực ra giá chỉ có 30.000 một chai, thậm chí còn mua một tặng một. Mật ong thật giá phải mấy trăm nghìn đến tiền triệu một lít, làm gì có chuyện giá rẻ như vậy. Đây chỉ là hàng dởm mà thôi. Anh Hoàng đã tìm cớ để làm shipper cho anh để xâm nhập vào. Và chị Phương đã cùng chúng tôi gài một vở kịch đánh lạc hướng anh để tôi vào trong nơi anh làm mật ong giả. Giờ thì tôi mới biết lý do vì sao mà cậu giàu nhanh thế rồi. Vì làm ăn bất chính chứ còn làm sao nữa. Thế mà bảo à, ai muốn giàu thì về với đội của tôi. Tôi không thèm. Thì tao làm ăn bất chính đấy. Chỉ ở nước giếng với mạch nha thôi mà. Toàn thành phần từ thiên nhiên, công dụng chả khác gì mật ong thật cả. Tất cả là tại mày và lũ kia ham rẻ đấy chứ. Anh thôi đi, anh không thể lấy lý do người tiêu dùng muốn hàng rẻ mà bán hàng kém chất lượng được. Anh lại còn không biết xấu hổ khi đã bán hàng cho các bạn bè xung quanh. Đấy là lý do về đạo đức đấy. Được.
Hai chúng mày. Chỉ hai chúng mày biết thôi đúng không? Chào anh. Tôi ở bên cục vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhận được thông tin là bên anh sử dụng nước bẩn và nguyên liệu không đảm bảo để sản xuất mật ong. Yêu cầu anh cho chúng tôi kiểm tra nơi sản xuất. Chúng mày chơi nào à? Lêu lêu. Mày. Vậy thì mời anh theo tôi lên phòng giải quyết. Dạ, vâng ạ. Được rồi, anh trả giận được chưa? Chả thế thì sao? Nó dám chê tao nghèo, nó dám khinh tao. Mặc dù á, lương streamer của tao một tháng chỉ 7-8 triệu thôi. Nhưng mà mày thấy không? Tao tiêu tiền ấy, không mà chả phải nghĩ luôn. Trời ơi, lương 7-8 triệu một tháng. Anh còn lương cả anh Độ rồi đấy.